Ba chưa? Quay nè. Hôm nay tôi hướng dẫn cái phương pháp để chữa vị trí. Nó có 3 huyệt thôi. Huyệt nào là huyệt quan trọng nhất? Bệnh nhân bị chỉ nếu mà không biết thì phải phẫu thuật nhiều, thuốc uống nhiều. Đây tôi chỉ rồi, cái chỉ là nó hết rất nhanh. Hít sâu. Rồi xong. Không đau mấy đúng không? Cái này là huyệt bách hội. Đau không? Êm nhỉ? Êm như chích. Trên thắt lưng chúng ta làm hai huyệt đại trường du. Đây làm đây. Này gọi là huyệt đại trường du, nó hồi phục rất là nhanh. Vâng, chào bác. Ai bấm huyệt cho bác ở đấy? À ừ, thế được. Hít sâu rồi, thở từ từ ra. Rồi tốt lắm, xong rồi. Một tí thôi, anh nói cho trong huyết ngay. Đau nhiều không? Các bạn này thì rất là nhát. Vừa làm vừa phải nick đấy. Có người yêu động viên. Hít sâu mà. Hít sâu nữa mà. Rồi tôi làm xong rồi. Đây là một huyệt trường cường nữa là xong. Được rồi, xong rồi. Còn một huyệt nữa. Còn một huyệt nữa. Huyệt này đau nhất đi. Xong rồi đấy. Xong rồi. Được rồi, chúng ta dừng lại đi.